cảnh báo biến chứng có thể gặp phải khi bị viêm âm đạo màn. Các triệu chứng của viêm âm đạo màn có thể khiến chị em khó chịu, bực bội, mất tự tin trong công việc và trong sinh hoạt, nhất là trong đời sống vợ chồng. Nếu bệnh kéo dài, dai dẳng có thể đe dọa xấu đến sức khỏe và thiên chức làm mẹ của người phụ nữ. Nếu không được điều trị kịp thời, đúng cách, viêm âm đạo màn có thể gây viêm nhiễm ngược dòng lên các phần phụ khác như là viêm nội mạc tử cung, viêm buồng trứng, viêm dính tắc vòi trứng, viêm vùng chậu, v.v. Hậu quả là gây vô sinh, hiếm muộn, gây khó thụ thai ở nữ giới hoặc khi mang thai, dễ bị mang thai ngoài tử cung, sảy thai, sinh non, v.v. Trẻ sinh ra từ mẹ bị viêm âm đạo có thể bị nhiễm khuẩn, nhiễm nấm ở mắt, miệng, hầu họng hoặc ở da do tiếp xúc với dịch âm đạo của mẹ trong quá trình sinh nở. Đặc biệt, tình trạng viêm nhiễm mãn tính, kéo dài, dai dẳng, tái phát nhiều lần có thể dẫn đến nhiều căn bệnh ung thư nguy hiểm như là ung thư cổ tử cung, ung thư buồng trứng, v.v. Nếu chị em thấy những dấu hiệu như huyết trắng ra nhiều, ngứa ngáy khó chịu thì hãy điều trị sớm để tránh xảy ra những biến chứng trên. Nếu chị em thấy những dấu hiệu đầu tiên mới xuất hiện như là viêm nhiễm nấm ngứa, huyết trắng ra nhiều thì hãy điều trị sớm kịp thời để tránh để lâu dài biến chứng xảy ra, dẫn đến hiếm muộn vô sinh và gây ra nhiều căn bệnh nguy hiểm. Cách phòng ngừa và điều trị viêm nhiễm phụ khoa đó chính là các bạn có thể giữ gìn vệ sinh sạch sẽ ngày 2 lần. Ngoài ra, các bạn có thể sử dụng dung dịch gel vệ sinh bằng thảo dược tự nhiên, thiên nhiên. Trong đó có thể kể tới là gel vệ sinh của Dạ Thảo Liên bằng chiết xuất trầu không lô hội, thảo dược tự nhiên thiên nhiên giúp bạn kháng khuẩn, kháng viêm, làm sạch sẽ cô bé, mềm mại, thơm tho và hồng khít. Ngoài ra, nếu tình trạng nặng hơn một xíu, các bạn hãy dùng kèm với An Phụ Khang giúp em hạnh để giúp hết ngứa nhanh, hiệu quả, an toàn, lâu dài. Chỉ ngay giọt đầu tiên mọi người sử dụng đã thấy hiệu quả rồi. Nếu anh chị em nào quan tâm đến bộ đôi sản phẩm An Phụ Khang và gel vệ sinh để trị các bệnh viêm nhiễm âm đạo cho chị em phụ nữ thì hãy inbox qua Zalo của em hạnh là 0337787746 em hạnh gửi thêm thông tin cho mọi người tham khảo. Nếu thấy phù hợp, em hạnh cam kết đồng hành cùng mọi người trong việc sử dụng sản phẩm để đạt hiệu quả cao, tận dụng hết được tính năng công dụng của sản phẩm.